quyền chọn bạn diễn, rồi chọn luôn đạo diễn. Nhưng mà lịch của nó kín từ đây cho đến hết năm sau luôn rồi. Hẹn dịp khác ha. Alo, tôi là Dũng nghe. Hả? 1 tỷ 2 phim. Ủa, Thái Sơn của tôi chứ đâu phải mì gói đâu. 2 tỷ 1 phim. Và mai tôi sắp xếp cho chị một cuộc hẹn. Thái Sơn của anh rất là thích dự án bên em. Nhưng mà có yêu cầu nhỏ được không? Mình thay đổi toàn bộ ekip sản xuất được không? Hả? Đồng ý luôn hả? Trời ơi. Anh giỡn, giữ yên đi nha. Ăn miếng. Đổ luôn đôi giày đi. Cài cái này lại. Alo. Em đằng sau xe anh nè. Thiệt hả? Từ từ nha. Nhẹ nhàng. Tất cả mọi người ta. Chút, cẩn thận nha em. Em có chuẩn bị cho anh nè. Thịt không ăn đó nha. Yêu lắm, thương lắm. Xa lắm mà đau lắm. Ai buồn, Linh không buồn. Bánh bèo, vô vị vụn vặt. Nhìn anh nè, người lên. Chạy đi Kim. Dạ anh. Làm cái gì vậy? Alo. Đừng có gọi nữa, hối hoài, đang tới. Hối hối rồi tông xe rồi có đền nổi cái xe này không? 2 năm trước chả có ma nào gọi. Phải chi có 2 thằng Sơn. Trả tao 150, Lép vô. Trả tao 150. Lép vô, hả? Cái giấy đổ hết trơn nha. Chạy ra đi, 150. Mình đều, chạy ra. Mày biết hả mày? Chạy gì giống nội? Đánh không? Chị! Nhắn tin cho anh để anh xóa cho vui. Cái đồ điên! Cảm ơn nè. Ôi da! Tạ 150 mày! Có tin đồn cô và diễn viên Thái Sơn đang yêu nhau, cô nghĩ vậy? Ai đồn vậy? Anh à, nghĩ rằng là anh à với lại Thái Sơn giống như là một cặp trời sinh vậy đó. Thế còn phần của anh nghĩ thế nào về chuyện này anh? Thực ra thì anh nghĩ chắc anh không xứng. Bởi vì sao? Bởi vì anh à, các bạn nhìn thấy đi, giống như một nữ hoàng, rất là huyền bí và sang trọng. Cái bộ váy này không là đã 5kg rồi. 7,5 kg. À, 7,5 kg. Thì anh giống như là một hoàng tử trong câu chuyện hoàng tử và lọ lem thôi. Sẽ không có dám nói về vấn đề mà có hợp với nhau hay không. À, nếu như mà anh à với lại anh Thái Sơn á mà công bố yêu nhau thì sao nhờ? Bùng nổ đúng không? Bùng nổ không? Trong cuộc đời của mỗi con người, ai cũng có một chiếc giày thủy tinh của mình. Anh à có mang vừa chiếc giày thủy tinh của Thái Sơn hay không? Thì thời gian sẽ trả lời. Xin phép mọi người nhé. À, em đi. Chuyện gì nữa? Ở đâu? MV này rất là nóng bỏng. Quay ở biển Vĩnh Hy. Ở đó nhiều nước hơn biển Vĩnh Tàu. Cái con quả sĩ lại ám anh nữa rồi. Khẽ thôi em, để ba sĩ tổ. Để anh Dũng lo vụ này cho. Có nên cho anh biết á, cái phim anh đang đóng là ai bỏ tiền ra không? Thằng Sơn rồi sẽ nhận ra em mới là ánh sáng cuộc đời nó. Anh làm không xong á là coi chừng á, sếp anh biết chuyện này á. Em dữ quá, đàn ông sợ đó. Dữ gì mà dữ? Thôi coi như anh không nói gì đi. Không nói mà cái miệng anh kìa. Coi như anh bị câm đi. Bị câm mà vẫn còn nói được hả? Má ơi, dữ trời. Xe này chắc mất tiền anh hai hả? Chừng nào mày mới trưởng thành? Tại anh còn chứ bộ.
Nó thiếu em 150. Mà một năm đây có trả đâu. 150. Mày biết tao đóng phạt cho mày bao nhiêu không? Đi xe cả 100 triệu mà sao tính toán quá. Bỏ xuống đi. Hồi như con heo. Chữa heo không lẽ hôi gà. Đi đi. Anh không vô thăm má hả? Xuống xe. Phải rồi. Bây giờ người ta là ngôi sao triệu đô rồi. Quên mẹ gốc gác. Làm thấy ghê. Lứa này mà heo trúng, tôi quất cho 3 chiếc. Trời ơi, biến đi đâu vậy cưng? 21 giờ là event, 22 là thu vô cho chốt quảng cáo, 23 giờ là bay đi Đà Nẵng, ngày mai gặp khách hàng đó. Tuần này anh không tính cho em nghỉ luôn hả Anthony? Thì còn thời thì cứ lo cài đi, hết thời thì tha hồ mà ngủ đông. Mà xe đâu rồi? Con gửi rồi. Sao không mang về mà lại gửi ai? Công an. Mày quậy gì phải không? Con không quậy bao giờ. Con nói má hoài à. Con không thích thịt có măng. Mà ngày nào cũng thịt có măng. Ngày mai má chịu có thịt có mít được không? Nó tưởng tao già chạy không nổi tao chạy. Mày sắp sắn vô. Nó giật điện thoại của ai? Của tao. À, nó giật điện thoại mày luôn. Hay ho gì đâu. Gọng kìm dính cái. Bác có phim rồi mà coi gì mà coi. Ơ, gì vậy Tùng? Chảnh chó. Hết muốn ăn cơm luôn. Anh Tùng. Dạ, con chào dì hả? Dì chào con. Anh Tùng, giúp em này với. Gì vậy? Bồn cầu nhà em bị nghẹt nữa rồi. Anh qua anh hút giùm em đi. Làm gì mà cầu nghẹt hoài vậy? Chưa tắm rửa. Qua đi, em tắm cho. Bà già ngồi đây nè. Tắm cái gì mà tắm, tào lao. Về đi, lát tao qua tao hút. Qua liền nha. Dạ, dì Hạnh con về. Ừ, con về. Bởi, đẹp trai, khổ. Ê, chung. Xuống đây coi cái này nè. Gì? Ôi giời ơi, đối thủ của bà nè. Bén lắm nha, 3 dòng cực bốc lửa luôn. Không biết là ngôi sao của bồ có cầm cự nổi hay không. Hai con khùng, tao coi rồi, nhìn nè, đây cũng 85, 60, 90 chứ bộ. Ôi nó cũng ngon quá ha. Ê, tao đặt tên cho tác phẩm này rồi đó. Gì ạ? Tình yêu vĩnh cửu. Vĩnh cửu hả? Trên đời này, cái gì cũng có đát hết á nha. Đúng rồi, chỉ có con gái mới mang lại hạnh phúc cho nhau thôi. Mà Anh hả? Nhỏ Linh với nhỏ Cương đang ghen giùm em. À, hai cô bạn mà chưa rõ giới tính của em á hả? Tụi nó nhắc anh quá trời. Nói là hôm nào rủ anh ra uống nhậu nhẹt. Mà em nói là Trúc anh bận dữ lắm. Hơn 1 tháng rồi chưa gặp đó. Anh biết rồi. Em định rủ anh về quê. Giờ anh tính sao? Anh sẽ sắp xếp thời gian. Khi nào có thời gian. Anh ơi, 3 ngày em không ngủ rồi anh phải cho em thở chứ. Đúng. Phụng Anna là cái bình oxy khổng lồ. Em tha hồ em thở. Còn cái loại carbonic con hoa sĩ này nè. Nó làm cho em mất ngủ đó. Em và Trúc quen nhau từ khi em chưa nổi tiếng. Không có Trúc thì không có em ngày hôm nay. Vậy công ty của anh đã làm gì cho em ngày hôm qua? Anh bớt nhận những cái sao linh tinh đi, em quá mệt mỏi rồi. Không nhận làm sao công ty có tiền. Nhưng mà em không còn sức nữa. Alo. Cái gì? Không hiểu. Nó mê công an tới mức độ gì luôn. Alo. Sao? Cái chuyện sao bị bắt? Sơn xỉu mọi người ơi. Ủa, em sao vậy Sơn? Hả? Bị cho anh chút xíu thôi không sao, chắc do thiếu ngủ. Cho em nghỉ 5 phút đi. Nghỉ đi. Cái nào lấy anh ly nước cam coi. Thằng Tùng là nhà văn nổi tiếng trên mạng đó. Mày viết chuyện bậy bạ không hả? Nào là hồn ma trinh trắng, hoa hậu không mặc đồ. Cái nickname mà cậu bé thơ ngây nổi tiếng trên cộng đồng mạng đó anh. Là đó đó, trời ơi nó hôi má hú luôn. Dạ anh. Bao nhiêu lâu chưa tắm vậy cho nội? Cuộc đời tôi chỉ tắm có 3 lần thôi. Lần thứ nhất là chào đời,
Lần thứ hai là lìa đời. Còn lần thứ ba? Lần thứ ba là trước khi thụ phấn. Thụ phấn là sao? Là sự giao lưu giữa hai cá thể không cùng cực. Không hiểu. Mắc là baby đó. Tôi không hiểu tiếng Anh cha nội ơi. Vậy để à... ừ. Thôi chở tôi qua trường Mỹ Thuật đi. Làm gì? Không có tôi làm sao mấy đứa sinh viên phát triển nổi. Đêm đêm người môi hước. Trời, xỉn hả trời. Anh mới nãy để ý này. Thằng Tùng em trai sinh đôi của em á, giống em y đúc mà. Sao mình không nhờ nó đóng giả em cho mấy cái show linh tinh để em đỡ mệt. Thằng đó bị mát dây. Giả cho nó hư bột hư đường hết. Em giấu nó mấy năm rồi. Thì mình dạy nó. Dù sao cũng là anh em ruột mà. Không lẽ anh là ngôi sao để cho thằng em mình lấp bóng. Mang nó về chứ em. Cưng quá à. Ta là bò đi hết, ta làm lại từ đầu. Thả là bò đi hết, ta chẳng ngờ gì nhau. Cho quên đi đớn đau khói bằng tâm về sao. Vì một người như thế có đáng hay không? Chị yên thương tình như thế sao? Ta lại buồn phiền bị một ngày như thế sao? Nước mắt cứ tuôn rơi. Chắc tại vì tôi không yêu như người khác. Hy vọng nó sẽ thay đổi. Anh cũng hy vọng vậy. Mát quá. Bơm tấn sầu. Wow. Bơm tấn. Không hiểu. Trời ơi, tắm nhầm đại vậy trời. Ăn cơm, mát quá, ăn ăn ăn. Không ngượng hả? Ngượng gì trời? Đồ dơ hết rồi. Với lại đây đàn ông được không ngượng vậy? Bình thường đi. Ai nói? Thằng. Đừng có trơ trọi như vậy, che lại đi. Tháng này đăng trai á. Kính bừng. Không sao. Kiếm gì vậy? Một câu. Từ hôm nay về làm việc cho anh, đừng có lông bông nữa. Tỉnh đi. Em có không chuyện rồi mà, tùm lum chuyện hết trơn. Làm nghệ sĩ không hơn nuôi heo hả mày? Trời, ta làm nghệ sĩ lâu rồi. Năm mấy nay người ta hợp tác bên trường vẽ. Không tin hỏi anh Kim á. Cái vụ này có tiền không? Chứ tôi là tôi bận lắm nha. Tôi phải nuôi heo rồi làm người mẫu rồi sáng tác văn học nữa. Không có thời gian nhiều. Mà tôi chịu khó làm tùm lum chuyện. Một năm cũng 30 triệu hết chứ không phải thường đâu nha. Tôi cứ giỡn à. Anh trả em 30 triệu một tháng. Nếu làm tốt 70 triệu. Bao nhiêu thì tôi nói. 100 triệu. Ê đù, gấp đôi lương tôi luôn. Này nuôi heo hay là bán hột xoàn vậy ta? Triệu chưa chịu nữa hả? Ok, trả tôi 100 triệu một tháng. Với một điều kiện. Anh phải về thăm má. Thôi rồi tôi xuống 70 á. Thôi bây giờ tôi lấy 30 rồi. Chắc đi, chắc giá 30 đi. Khỏi cần tiền, tôi không cần tiền luôn. Tôi giúp anh. Nhưng mà với điều kiện mỗi tháng anh về thăm má một lần. Thôi lên đi cho nước trong ba.
xe này em hơn cái xe heo à. Xe heo chạy ổn. Sao ơi, người ta mỏng em, chạy từ từ thôi. Cái gì mà soi gương? Sắp nổi mụn nè. Trời ơi, chạy xe tập trung về phía trước. Ê, nhanh quá, tôi còn canh xe. Bên phải. Đâu, bên trái. Bên trái. Chạy trời nha, mày ăn nước chi. Chân, đạp thả. Xe kiểu gì kì vậy? Muốn chết hả? Giảm xe luôn đi mấy anh. Sao giờ này người ta chạy xe ẩu dữ trời. Xuất sắc. Mà thằng nào là hàng phay, thằng nào là hàng thiệt vậy? Ai là thằng nào là thằng nào? Bỏ cái tật đó đi. Đồng hết. Hai anh em tôi đều có cái bớt, nhưng mà của tôi to với đậm hơn của ổng. Đụng gì cũng bự hơn sao? Tôi nói cặp đùi, nghĩ gì vậy? Kiếm tiền mấy bé. Hiệu quả bất ngờ. Nó còn gần gũi hơn em nữa đó. Em cũng không nghĩ là hiệu quả vậy. Rất là khó để nhận ra. Nhưng mà anh phải theo sát nó 24/24. Thằng này nó tào lao lắm. Anh Dũng. Ừ? Đạo diễn Lee Chun đang ở Việt Nam. Em muốn xuất hiện trong dự án sắp tới của ông. Ca này khó nha. Nhưng mà anh sẽ cố. Nhờ Phụng Anna có thể được đó. Anh có thể là để cho em thở được không? Ok, Phụng Anna là oxy. Em cứ thở đi em. Nói giờ em phải đi rồi. Em đi chưa? Đi đâu vậy Sơn ơi? Nhiều việc lắm nha. Biết rồi. Dạ anh Sơn. Phong đoạn 42. Cái nhân vật nam phải yêu tinh tế hơn. Cậu ta phải biết quan tâm đến người mình yêu nhiều hơn. Mọi người cố gắng sửa lại giùm anh đi. Dạ mời anh Sơn. À, anh là Thế Sơn, có phải là Phụng Anna không? Làm như mới gặp lần đầu á. Anh Sơn, thấy bộ đồ hôm nay em mặc làm sao? Đẹp, nhưng mà nó hơi ngứa. Hôm nay anh lạ lắm đó nha. Không có giống như mọi bữa. Đẹp đó em. Sự kết hợp giữa hội họa và nghệ thuật sắp đặt. Em lấy ý tưởng từ tình yêu của tụi mình đó. Vậy hả? Nè, em cho anh coi cái này. Gì vậy? Đây là phong găng tơ trong dòng máu lạnh. Còn đây, kiệt xù trong bước đường cùng. Và đây là Hải Hoàng Tử trong phim Hoa Dại. Phim này anh đẹp trai lắm á. Đây là nhân vật mà em thích nhất đó. Nhiều lúc anh muốn buông bỏ tất cả để về bên em. Tại vì khi ở bên cạnh em, mọi thứ anh cảm thấy trở nên nhẹ nhàng hơn. Còn cái này nữa. Đố anh, đây là phim gì? Đây là em nè. Ừ. Còn đây là ai? Biết rồi còn hỏi hả? Đeo mấy cái sến sẩm vậy? Đồng hồi xin ha anh. Mai qua nhà anh đi. Nhiều lắm. Đúng rồi, ảnh đó. Nghe nói ảnh quen với Phụng Anna mà. Mấy anh cha anh nhiều bộ lắm. Gì vậy mẹ? Thằng Tùng heo nó biến mất tiêu rồi em ơi. Cả ông Phụng Anna nữa.
không tìm thấy luôn á. Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, bảo đảm là có chuyện, phải canh chừng nó. Em cũng về đi, mai quay sớm đó. Em hiểu rồi. Kinh con, bây giờ anh phải đi hả? Anh sẽ không quên sinh nhật em đâu. Thằng Tùng muốn tắt máy rồi, em sẽ cho nó một trận. Vậy mà anh nói nó làm tốt. Thì nó làm tốt mà. Thằng khỉ thì thiệt. Nghe đi. Alo. Bé yêu ơi, bé trốn ở đâu rồi? Thôi nay bé giỏi lắm, thiệt là sâu và đậm mà. Cô mất dạy. Sao anh hai đánh em? Tao xây dựng hình ảnh, không phải là để cho mày phá. Phá gì? Em làm gì đâu phá. Mày làm gì phụ ba nè? Giờ đây mày còn chào nữa hả? Em đâu có chào đâu. Ý em nói là em quen nhỏ là hai lần rồi. Đáng lẽ em chỉ quen nó một lần thôi. Mà anh biết rồi, con người mà đâu phải thần thánh đâu. Em cũng nghĩ là phải giữ thể diện cho anh hai nữa. Mà nó cứ sạch sạch cái cây vô mặt em hoài. Anh hai mà ở đó, anh hai cũng quéo à. Mày biến ta thành một thứ rẻ tiền. Mày sống với má riết, rồi mày mất dạy. Ê, anh chịu ai cũng được nha. Anh đừng có chửi tới má nha. Anh tưởng tôi thấy anh làm ngôi sao sướng lắm hả? Lúc nào cũng xào xạo, bẻ mồm bẻ miệng, mệt thấy mụ nội. Tiền công của mày, tôi không cần tiền của anh. Anh nghĩ ba má không ở được với nhau là lỗi của má hết hả? Tao không thích kẻ phản bội. Anh biết cái đắc gì mà nói. Ngày xưa nếu mày theo ba thì bây giờ mày đã khác. Để giống như anh bây giờ thì tôi không cần. Anh lúc nào cũng ba ba ba, rồi anh sẽ hối hận. Bụng láo, tôi mới có cơ hội tôi quánh cho mày em xương. Anh xin lỗi Trúc, thật sự anh rất là muốn về dự sinh nhật của em, nhưng mà rất khó khăn anh tôi đây mới hẹn được đạo diễn Lee Chun. Anh đang ở Vũng Tàu, xong việc ở đây anh về với em liền. Anh yêu em. Một tiếng đồng hồ chỉ để nói chuyện, không hôn, không hít, không nắm tay, không thả thính, không gì cả. Tôi biết rồi, tôi đâu phải là thú đâu, chị dâu tôi mà. Nhưng phải thật là chu đáo. Chở cô ấy tới quán bar, đã có đặt tiệc sẵn, phải làm cho cô ấy thật là vui. Lại nhảy hoài. Tôi biết rồi, tôi sẽ cưng hơn con heo. Cưng quá hà. Không lại nhảy, không hôn, không hít, không nhúc nhích. Mỗi đứa được cái hả? Không mày. Đó. Anh đến rồi đây. Em tưởng là anh không tới rồi chứ. Anh có biết là em ghét anh lắm không? Em đen hơn chụp hình đó Trúc. Hình nào? Em cũng vậy mà.
À, ý anh nói là con gấu này nè, nó đen. Anh nè, quà sinh nhật của anh tặng cho em đó. Thì ý nó đen quá. Hình như anh Sơn làm việc với mấy hot girl nhiều quá rồi nên đâu có nhớ tụi em đâu đúng không? Nhớ chứ làm sao quên được. Đây là Mai Linh chuyên bán đồ linh tinh. Còn đây tên là Hoa Cương, một loại hoa cứng nhắc. Anh lộn rồi. Đây là Linh, còn đây mới là Cương. Ủa anh không nhớ hả? Anh giỡn cho vui. Vì sao? Vì Cương là có đeo kính, còn Linh là tóc xù. Anh nhớ mà. Tụi em dễ thương lắm, nó không giống như mấy cô hot girl trên mạng. Sao anh? Ấy thì to mà óc thì nhỏ, còn tụi em thì não rất là to. Ấy cũng được chứ hả? Cứ tự đụng vào cô ấy, ngươi sẽ thành cám. Tôi đâu có làm gì đâu. Anh sao vậy? Đó là câu thoại của anh trong phim mà. Anh đang diễn mà. Xuất sắc. Tại vì cái phim mình thì làm sao mình không nhớ được. Cái phim đó rất là hay, đó là Trước Ngày Anh Chết. Phim nó hay lắm. Dạ. Nhớ mà. Là phim Ngày Sau Anh Sống. Anh đang diễn mà. Vui vui mà. Làm sao mà quên được cái phim đó. Phim là một trong những phim ấn tượng nhất luôn á. Anh tôi đi. Đạo diễn Lee Chun khi nào tới? Đang tới, chắc kẹt xe. Chúng ta cũng kẹt xe nữa hả? Giờ chỗ nào cũng kẹt mà em. Thời buổi này còn xài mấy cái đồng hồ sến sẩm vậy? Dạ. Thích nè em. Bữa nào quẩn quẩn qua nhà anh, có mấy cái á, thích cái nào lấy cái đó. Dạ em không dám. Bà nội, rủ nào về nhà cũng thở dài chứ. Đi anh. Alo, Kim hả cưng? Tụi nó vừa mới ra khỏi chung cư đó. Tốt lắm. Nay Kim giỏi quá. Dạ. Mà rồi đúng không? Vậy nhà anh Dũng nghỉ đi. Có nhiều đồng hồ đeo tay lắm. Thích cái nào lấy cái đó nha. À, dạ. Thở dài tao tát mày nha mày. Trả điện thoại lại cho anh. Chọc điên em. Anh Tuấn ơi, bưng cái con quỷ họa sĩ đó ra khỏi anh Sơn ngay. Khẽ thôi cưng, The Bicito. Tụi cái lá phô bồ á. Em bớt lại tí. Bớt cái thùng nhất. Anh đang bứng đây. Trời ơi. Yeah. Come on. Ngôi sao của em hôm nay có chuyện gì vui hả? Ok yeah. Ngôi sao của em hôm nay có chuyện gì vui hả? Hôm nay là sinh nhật của người yêu, mình phải vui chứ. Tại gấp quá, chứ anh mang mấy con heo tới. Nó kêu ồn ạt vui lắm. Gì? Anh nói gì? Bỏ đi. Hôm nay anh thấy lạ lắm nha. Ra ngoài đường mà dám không đội mũ luôn. Còn dám vô bà quẩy nữa chứ. Bình thường thôi, trời ơi. Vô đi. Vô. Trúc không có ở nhà hả? Hả? Ủa? Trúc đi với anh mà anh nói gì vậy? Đúng là diễn viên luôn á. Diễn lúc nào cũng thật hết trơn á. Anh diễn nữa hả? Mà đầu tư quá ha. Chịu khó thay đồ ghê. Hôm nay đã đủ tuyệt vời lắm rồi. Không cần phải diễn nữa. Anh ăn khuya không? Ủa? Kỳ vậy? Đúng là tuổi trẻ bây giờ. Lúc nắng lúc mưa.
yêu nhau mà cứ giận hờn hoài. Chỉ có những đứa ế mới không cãi nhau thôi. Em kêu tụi mình thân quá trời luôn. Mọi người có khỏe không? Bây giờ say chưa? Anh say rồi. Tôi chỉ nói vài câu ngắn gọn thôi. Hơn 20 năm về trước, có một cá thể chào đời. Đối với tôi, khi có một cá thể chào đời, tôi quan tâm hai điều. Thứ nhất là cân nặng, thứ hai là độ mượt của lông. Đó, đừng hiểu gì sao? Đừng cần hiểu, không hiểu làm gì? Nhưng riêng cá thể này tôi không nghĩ tới chuyện đó. Tôi chỉ nghĩ trong đầu tôi là nếu như mình mà không nói cho toàn thế giới biết người đó là tình yêu của mình là một sự bất hạnh. Và hôm nay tôi nói luôn, tình yêu của tôi là người ấy. Và ngày hôm nay là sinh nhật của người ấy. Tôi sẽ hát tặng một bài hát do chính tôi sáng tác. Bài hát này có tên tiếng Việt là Bé Heo Ơi, còn tên tiếng Anh là Con Heo. Anh sờn cái chuốc nhỏ nhẹ và quan tâm, anh tỉa lông sạch sẽ rồi ta sẽ cùng tắm. Ta bên nhau 2 năm từ hồi mà em còn nhỏ xíu. Anh yêu thật nhiều, anh nuôi em mà một anh thì ốm như cây tăm. Anh biết anh nuôi heo, cuộc sống anh quá bèo nên không có ma nào theo cày đêm cày ngày để mà nuôi em. Anh đóng cho em cái chuồng rồi sơn móng tay móng chân, tranh thủ anh chụp cho em tấm hình làm avatar luôn nha bé cưng. Nếu em trong đời anh thấy con tim rối bời, mau ăn chấm lớn không say xanh bé ơi. Vẫn em trong đời anh nói không nên lời, không lóng móng nghe em. Oh oh yeah yeah yeah, bao yêu thương chăm lo từ ngày đêm cho em anh nơi em lớn dần. Tăng cân lòng càng thấy phân vân vì ngày mà ta xa nhau sẽ đến gần. Like my beat, eat my hell, eat my love, do you know my baby, eat my lovely, lovely beat, eat my lovely, lovely hell. Oh, happy hammer, happy happy hammer, it's exactly okay my hell. Đậu xanh đậu má. Ủa, xin lỗi tao vậy? Bóp đít tờ gái tao hả mày? Ai? Vậy? Mày bóp tao luôn hả? Mày bóp tao hả mày? Tốt lắm, nhưng mà cần phải dìm con nhỏ họa sĩ nó xuống nữa. Bây giờ anh cần một loạt bài để đẩy Phụng Anna với lại Thế Sơn thành cặp đôi showbiz đẹp nhất. Biết làm sao để mà nó showbiz hơn. Anh đang làm cái gì vậy hả? Khẽ thôi em, để ba xì tổ. Kim, ra ngoài. Bình Thành, có cái gì đâu. Tại sao tôi chưa cho phép mà anh lại kêu thằng Tùng để làm như vậy? Anh chỉ muốn tốt cho em thôi. Anh sợ nhỏ bồ em nó giận. Anh có biết là mất bao nhiêu hợp đồng quảng cáo rồi chưa? Ngầm nhò gì Sơn, Phụng Anna sẽ lấy lại hết cho anh em mình. Nhắn cột một lần nữa thì đừng có trách tôi. Bé Sơn bây giờ đủ lông đủ cánh rồi ha, không có giống như ngày xưa nữa. Anh Dũng ơi, em chỉ cần được đóng phim thôi, em sẵn sàng đánh đổi cả hơi thở của em. Thiếu điều ngày xưa bé quỳ mọp dưới chân tôi, bây giờ thì nắm cổ áo mà đe dọa tôi. Ăn cháo đá bát, cái văn hóa biết ơn của lũ showbiz chúng mày là như vậy đó hả? Em không quên ơn ai hết. Tao có thể biến mày thành số âm ngay ngày mai. Mày nhìn những cái gương của những đứa đi trước mày đi, chống đối lại Tony Dũng, bây giờ đâu hết rồi? Hả? Lựa chọn đi. Cùng tao bước lên đỉnh vinh quang, hay trở lại cái xóm trọ nghèo nàn để mà mặc sức yêu đương nhăn nhít. Anh Sơn, cô gái hư hỏng trong ba lớp là ai? Có phải là chiếc giày thủy tinh mà anh Tường nhắc đến không? Cô ấy chỉ là fan hâm mộ thôi.
chó cỏ nhà quê mà cứ tưởng bẹ dê thành phố. Ê ê ê, đã ngu mà còn tỏ ra nguy hiểm, hay là nguy hiểm mà vẫn ngu? Không đẹp thì đừng có bon chen làm rối ren sự việc. Ờ, tụi này nhan sắc có hạn, nhưng mà lựu đạn là vô biên nha. Vậy thì em muốn biết anh sẽ làm cái gì? Nếu như cả triệu con người kia bắt anh phải lựa chọn giữa em và địa vị ngôi sao mà họ đã ban tặng cho anh, tại sao ai cũng bắt anh phải lựa chọn hết vậy? Anh sẽ chọn gì? Em biết mà. Mày còn dám dắt tới đây hả? Bán nguyên chai heo mua không nổi cái này, anh hai em xài cho em chứ đừng có đập uổng. Anh hai, em xin lỗi anh hai. Tại anh Tony Dũng, ông nói là anh hai nhờ em tới gặp Trúc nên em mới đi. Em muốn giúp anh hai thôi mà. Bước ra khỏi nhà xong, Trúc yêu anh hai dữ lắm. Mày còn dám dắt tới Trúc hả? Anh hai có biết là lúc em tới gặp Trúc, Trúc vui kinh khủng luôn. Em đang đóng giả anh, Trúc đâu biết. Ôm em hung quá trời. Mày phải đủ thông minh để mày hiểu một điều là một ngôi sao như tao thì sẽ không bao giờ nhờ một đứa như mày để đi gặp người yêu của tao. Anh hai, nghe nói Trúc định về quê đó anh hai. Đừng lo chuyện của tao, về cho lo cho heo đi. Lúc này Trúc buồn lắm, Trúc cần một người bên cạnh. Không cần phải vậy, tao biết tao phải làm gì. Tối Vĩnh Hy rồi chứ gì? Làm ơn dừng lại đi anh ơi. Anh ơi, làm ơn dừng lại anh ơi. Anh tới tìm tôi để làm gì? Có cả triệu người biết anh là ai đó. Kệ người ta. Điều quan trọng là anh phải được ở bên em. Trúc! Trúc! Anh về đi. Dù anh là ai cũng không có liên quan đến tôi nữa. Nói dối sẽ giết chết tình yêu. Nói thật còn mau chết hơn. Em có thể giận anh, em có thể ghét anh, nhưng đừng buông tay anh. Đừng có nói với anh là cái bộ này em quay MV nha. Đâu có. Bộ này em đi tắm biển. Anh sao? Quéo quéo. Mua cho anh liều thuốc an thần. Dạ, để mua cho cả đồ ăn. Mạnh lên. Là đàn ông, đừng xa ngã. Là đàn ông, đừng xa ngã. Là đàn ông, xa ngã, đừng.
ngã chút rồi đứng lên không sao đâu. Má ngon quá ta. Alo. Tại sao mày lừa bảo vệ lấy mô tô của tao? Em mượn có một chuyện. Chuyện gì? Chở heo. Mày có biết không không? Mày biết chiếc xe đó tao mua bao nhiêu tiền hả mà đi giao heo? Heo đặc biệt. Mày heo của mày thì có gì đặc biệt? Con này xài kem trộn. Nó trắng bóc à? Mà nó múa dữ lắm. Nhìn cặp đùi là muốn giả cày chấm bóng to mà. Heo bơ dữ lắm. Tiếc là heo cúng. Con heo nào cúng xong mà ham ăn thịt. Anh hai cho em ăn thịt luôn hả? Thì mày thích thì mày thịt đi. Thịt lẹ đi rồi đem xe dịp cho tao. Ê hey, anh hai. Heo lên dĩa rồi em cúp máy nha. Alo. Alo. Em dưỡng chút được không anh Sơn? Được chứ. Mình yêu nhau mà. Tôi nói thiệt, bò phải tin tôi. Cái anh Sơn hôm bữa tới dự sinh nhật của bò đó không phải là anh Sơn. Đó là anh Tùng. Là em gái xinh đôi của anh Sơn. Hỏi còn được không? Hai người đó đang chơi trò chăn lừa với bò đó. Bởi vậy quá đáng quá mà. Bò đâu phải là trái banh đâu ha. Nhưng mà người đó coi bò là trái bóng. Bởi vậy họ đá tới đá lui. Bây giờ một trong hai người đó sẽ tới đây tìm bò. Bò phải xử đẹp cho chèm bèm. Kêu đó. Yes. Sao nó to hơn bình thường vậy? Sao biết? Em thấy mà. Thì cái bớt của anh nè. Ờ đúng rồi, anh bác sĩ nói anh bị bệnh. Bệnh gì? Bệnh chỉ là Simon. Simon là cá hồi mà. Nói chung là bệnh rối loạn cương da. Bệnh gì mà nghe kỳ vậy? Tức là cái bớt của anh nó lớn, nó nhỏ bất thường tùy hoàn cảnh. Vậy thì khi nào nó lớn? Khi gặp hoàn cảnh khắc nghiệt. Vậy khi nào nó nhỏ? Bớt khắc nghiệt đi. Vậy khi nào mới là hoàn cảnh khắc nghiệt? Bây giờ nè. Hả? Tại sao bây giờ lại là hoàn cảnh khắc nghiệt? Đừng hỏi nữa, lên dĩa bây giờ. Làm gì mà anh thở dữ vậy? Anh bị diễn. Má ơi, con mới là người lên dĩa. Sao nãy em rủ anh tắm mà anh không tắm? Hồi nãy tự kiềm chế được. Lên đi, trễ giờ rồi đó. Vẫn còn khắc nghiệt lắm. Hả? Chưa, đang biến hình. Chết. Mỗi lần sa ngã là tốn tiền. Ngu thiệt. Woo!
anh, dừng lại anh. Anh Bằng, anh trai của em. Anh Bằng, anh Bằng. Anh Bằng đi đâu vậy? Lấy cả, lấy cả. Anh hai gì mà như con nít vậy? Anh hơi bị khờ chút, chắc là bị ai chọc. Không sao đâu anh, ngày nào anh cũng bị vậy mà. Anh là bạn trai em mà, để anh lo. Anh Bằng, em để với anh, không có gì phải sợ hết. Sao, đầu đuôi sao, kể khúc giữa em nghe coi. Không nhớ khúc giữa. Thôi khỏi kể luôn. Anh trai chung hả? Thời gian gần đây thôi, sắp tới chưa biết. Anh đừng có sợ gì nữa hết trơn. Từ nay có em lo rồi. Mình nhắm cái kèo nào mà mình cảm thấy mình quýnh không lại là mình lấy đồ, mình chọi liền. Hiểu chưa? Trời ơi, cái này làm sao mà chọi? Phải lấy cục đá, hiểu không? Cục đá bự vô, cục đá bự. Cái này khi không nổi đâu. Cục này được rồi. Nó đâu? Đó kìa, đó. Bự con lắm, bự con lắm. Chút xíu nhưng mà bự cái gì, để em. Ê nhóc. Ủa? Bự con lắm, bự con lắm. Khờ thì khờ, nhưng to nhỏ thì phải biết chứ. Nè, lấy cái gì của anh Bằng trả cho anh Bằng. Lần sau mà còn ăn hiếp anh Bằng là tôi cắt lỗ tai nghe chưa. Bự con lắm. Cho mày ăn hiếp ba tao. Cái gì? Bự con lắm. Thấy rồi. Chào bạn, mình là Thế Sơn. Mình rất nổi tiếng. Chỉ cần mình đăng một tấm hình lên trên mạng xã hội có thể có 1 triệu lượt like. Nó không có chơi Facebook. Chỉ cần Thế Sơn xuất hiện trên TV thì không nhà nào bỏ sót. Nhà nó không có TV. Mình để bọn hai ba là chạy nha. Tôi ổn mà. Biển này cá tươi quá. Chào ngôi sao sắp hết thời. Mày nói cái gì vậy? Nói những gì tôi đang nghĩ. Mày nói lại coi. Anh đâu có bị điếc. Hai anh ơi, ai rảnh các em chống nắng giùm em cái. Chụp đi em. Sao không chơi quê em nghèo chứ? Đâu, đẹp mà, thoải mái. Ủa, ba em đi biển khi nào về? Có khi cả tháng mới về lần lần. Cũng cực ha. Ba em vẫn vậy, cũng không thay đổi gì nhiều. Xạo. Anh gặp ba em bao giờ đâu mà biết. Nó chơi cho vui, không vui thôi. Đây là lần đầu tiên anh về quê của em đó. Trúc, anh muốn nói với em một sự thật. Anh không phải là ngôi sao Thế Sơn. Anh là Thế Tùng. Em sinh đôi của anh Sơn. Anh chỉ là một thằng nuôi heo. Anh đã yêu em ngay từ lần đầu tiên gặp. Nhưng anh biết thân phận thật sự của anh không xứng với em.
Anh Tùng, em đã biết hết tất cả rồi. Làm sao em có thể không nhận ra được? Chỉ có điều, tất cả những gì anh mang lại trong chuyến đi này, nó quá ngọt ngào. Giá như em có thể quên hết tất cả mọi thứ mà tựa đầu vô vai của anh thì tốt biết mấy. Em hãy quên tất cả mọi thứ đi. Chỉ cần em chịu tựa vào vai anh, anh sẽ không bao giờ để ai mang em đi. Anh Sơn, sao không mang đi? Em muốn đi đâu, anh sẽ đưa em đi. Cầu Kiều, Bờ Kè hay Đầm Sen, anh đều vẫn đi được hết. Anh mang lưới đi phơi cho em kìa. Làm gì nãy giờ anh ôm đống lưới ngồi đó vậy? Nói lảm nhảm gì đó. Chứ không phải là sắp lên dĩa hả? Cái gì? Hồi nhỏ anh cũng chơi trò này này vui lắm. Anh Đăng kìa, anh Đăng em á. Trời ơi, chắc ghê không? Lớn làm chơi bánh xe lớn. Thiên tài. Đêm nay em cần quéo một người mà không cần lý do. Mày làm cái gì ở đây vậy Tùng? Làm gì đây vậy anh hai? Mày không cần biết. Tao hỏi mày làm gì ở đây. Đừng nói với tao là chở heo đi bơi nha. Mày dừng lại đi. Em đưa Trúc đi biển. Mày nói cái gì? Em thay anh đưa Trúc về quê. Ai mượn? Trúc đâu? Người yêu của tao mà mày nói là con heo. Mày đòi chấm mắm tôm. Anh hai, cái gì? Đổi đồ. Có chuyện lo nha anh hai. Nhớ anh nhiều lắm. Hơi ấm của em, em không cho anh đi đâu nữa. Mười mấy Tết rồi đó, anh nghĩ đây là một cảnh rất đơn giản, không có làm khó em được. Nhắc cho em nhớ nghe, là cái cảnh này là em đang vờn người yêu của em là một cô gái đẹp, chứ không phải là em vờn con heo, em hiểu không? Anh có cảnh con heo không? Cho em đóng cảnh đó đi, cái đó dễ lắm. Anh ví dụ chứ sao mà mời em diễn những cái này mà đóng vai con heo nuôi heo không có được. Tập trung cố gắng nhau. Nhớ kỹ nè. Nét bạo liệt không phải là cái nét bại liệt. Em hiểu không? Biết em lâu rồi mà hôm nay làm việc với em, anh hơi bất ngờ về em á. Thôi quay. Anh có biết là tối qua
Em hạnh phúc như thế nào không? Viết. Xuất ra thân vậy. Đôi heo thứ quý. Bốn là thân thứ quý bóng. Đôi heo. Lúc tình yêu là phải có sự xác tác rồi mới được. Nhớ chung diễn vậy nha. Còn mình cắp. Dạ. Phải là như vậy. Trời sao mà diễn sướng. Cắt. Tối hôm qua anh và em đã làm chuyện gì? Còn hỏi em nữa. Âm âm, ào ào, như là bão biển. Anh thật tuyệt vời. Tối qua và cả sáng nay nữa. Cái tình yêu hồi nãy của tụi em, nó pha với cái sự bạo lực. Nó đẹp lắm. Nó toát lên cái sự hung hãn trong tình yêu tụi em, hiểu không? Cái sự cuồng nhiệt trong tình yêu. Anh coi drama anh khóc. Anh khóc. Thì tụi em nghĩ đi, khán giả có ngoài rạp người ta khóc cỡ nào. Bây giờ cảnh sao? Anh muốn tụi em nâng cái sự bạo lực này lên. Anh tới mức bạo hành cho anh. Bạo hành ha. Anh hai, anh chơi gì với mấy thứ biến thái dữ vậy? Con bụng Anna gì đó. Trời ơi, nó ầm ầm, nó ào ào như bão biển. Xong đi, rồi tao sẽ cho mày biết thế nào là bảo biện. Con nhỏ cũng đẹp mà sao không làm mình khắc nghiệt được hả? Em sao vậy Trúc? Mặt em sao vậy? Anh sợ bây giờ không còn yêu em nữa. Anh cũng đâu cần giúp chó em. Má. Action. Sao mày báo anh biết? Anh đổi đạo diễn thích quá trời. Ai vậy? Giờ bạn thu nè. Mày đứng lại. Mày là thằng Tạp. Tôi ăn Tạp hôm nào? Tôi phải hôm nào đâu? Mày đã làm gì anh à? Tôi làm gì đâu, tôi chọc anh cho vui thôi chứ bộ. Mày giỡn mặt với tao hả? Mày yêu Trúc rồi phải không? Trúc dễ thương như vậy, thằng nào ngu mới không yêu. Mày là thằng nuôi heo, mày không đủ tư cách. Anh đủ tư cách sao? Tao và Trúc có 4 năm yêu nhau, mày biết không? 4 năm thì kệ cha anh chứ. Trúc yêu anh, Trúc lo cho anh. Còn anh thì sao? Anh là người vô tâm, nhà người ta anh chưa về một lần. Mày biết cái gì đâu mà mày nói. Trúc có một người anh khù khờ. Và Trúc phải có lo cho cả gia đình, anh có biết không? Mày không được quen trên diễn viên của tao. Anh là đồ hỗn đản. Con mấy mình ngồi vậy nói chuyện được không? Căng thẳng quá. Bệnh Simon là bệnh gì? Chính xác là Simonellosis, là bệnh đường ruột của mấy con heo á.
Chuyện này em biết từ lâu rồi đúng không? Tình cảm của em dành cho anh đủ lớn để em có thể nhận ra ai là anh. Em đã rất kiên nhẫn để yêu anh, nhưng cuối cùng thì anh cũng như đàn ông khác thôi, luôn lựa chọn những gì mình muốn và không bao giờ quan tâm đến cảm xúc của cô gái bên cạnh. Trúc, Trúc thông cảm cho anh Sơn đi Trúc. Anh Sơn là ngôi sao chứ không phải nuôi heo. Anh bận lắm. Phải, anh bận. Bận tới nỗi quên mất là em cũng cần có một người bên cạnh. Quên mất là em cũng đang chờ điện thoại của anh. Tình yêu đâu phải lúc nào đợi tới lúc anh rảnh rỗi thì anh mới cảm thấy cần tới. Bây giờ anh có nói gì thì anh cũng là người sai. Anh xin lỗi em. Nhưng mà anh đã xin lỗi cả trăm lần rồi. Đâu phải mỗi khi anh nói con xin lỗi là em sẽ đáp là không sao đâu. Anh trả lời em đi. Suốt 4 năm qua, mỗi khi thức dậy anh nghĩ về điều gì? Mỗi tối trước khi đi ngủ anh nghĩ về điều gì? Không có giấc mơ nào của anh có em cả. Trong tâm trí anh chỉ có địa vị, trong tâm trí anh chỉ có danh vọng, trong tâm trí của em chỉ có một mình anh thôi. Không phải vậy đâu Trúc, vì anh sẽ luôn yêu em. Nhưng mà em không có cảm nhận được. Chỉ có hai ngày bên cạnh anh Tùng mà em đã nhìn thấy tất cả những gì mà đáng lý ra 4 năm qua em phải nhận được. Anh thử nghĩ đi, nếu như anh Tùng là một người xa lạ thì liệu là bây giờ em và anh có còn giữ được khoảng cách? Sẽ không giữ được, bởi vì em mến Trúc. Cuộc đời một thằng nuôi heo lông bông như em chưa bao giờ dám nghĩ đến một ngày sẽ có một người con gái ngọt ngào như Trúc ôm em. Em yêu Trúc rồi, nhưng mà em biết sẽ không được gì đâu. Thôi, em không nói nữa. Em không có nhu cầu đánh lộn. Giờ thì anh em mấy người biết ra khỏi cuộc đời của tôi đi. Trúc, hoàn cảnh này mà đeo kiến không có tội nghiệp đâu. Ừ. Cái này mà trộn gà nó là thành cô hồn luôn á. Mày im đi. Đây là ông anh khù khờ gì của Trúc phải không? Ông đó không có làm thiệt không? Không làm thiệt. Sao mày biết? Tôi dạy mà. Rồi giờ sao? Chạy chứ sao? Chạy lại đi, giữ mạng sống để còn xin lỗi Trúc. Chú bồ đẹp vậy mà lơ là, ngu thiệt. Ai đó có thể làm trái tim bạn tan vỡ, vậy mà bạn vẫn yêu người ấy đến từng mảnh nhỏ.
boy. Làm sao em vô đây được? Em bao cả cái resort này mà. Em muốn vô phòng nào mà không được. Như đã hẹn, đêm nay em lên bờ để quéo một người mà không cần lý do. Anh à, xung quanh em có cả một tập đoàn đàn ông, tại sao cứ phải là tôi? Bởi vì anh ngộ. Tập đoàn đàn ông của em không có ai độc, lạ và ngộ giống như anh cả. Anh Sơn, anh chưa biết em đó thôi. Em mà nhảy mũi, cả thành phố này tắt đèn. Anh mà đóng cánh cửa này lại, hào quang của anh cũng sẽ tắt. Anh đã nói rồi, đừng có chọc điên con Phụng ơi nè. Giờ cô ta mua luôn công ty mình rồi. Căn nhà và chiếc xe không phải của tôi sao? Tài khoản cá nhân của em cũng bị đóng băng luôn. Anh cũng không muốn vậy. Thời gian sắp tới có lẽ em sẽ rất khó khăn nữa Sơn. Nhưng mà nếu như bế tắc quá thì cứ alo cho anh. Không! Tụi bay chỉ coi tao là công cụ để kiếm tiền. Bắt tao làm việc như một con chó. Rồi bây giờ lấy hết. Tao nói cho tụi bay biết, tao là con người. Tao là con người. Buông ra. Bảo vệ. Bảo vệ đâu? Bảo vệ. Từ ngày mai, tất cả tư liệu mày sử dụng thằng em mày sẽ tràn ngập. Để coi mày có gượng nổi không. Lấy hết đi. Trả tao lại cho tao. Tao sẽ cho mày về nơi mày muốn. Quăng nó ra ngoài đường. Đi. Tao sẽ đập cho mày một trận. Của tụi mình á. Ủa vậy hả? Mỗi chi tiết á đều mang một chút gì đó của em với anh. Nhỏ Linh với nhỏ Cương nói là em hay mơ mộng. Đối với tụi nó thì trên thế giới này cái gì rồi cũng sẽ phai nhạt. Anh có nghĩ gì không? Để cho tình yêu của anh và em không phai nhạt thì có một liều thuốc. Đó là hai đứa mình phải yêu nhau nhiều hơn. Không ngạc nhiên lắm về cách hành xử của anh Sơn. Tôi cũng đã bị anh ấy dằn mặt, chỉ vì chưa kịp đòi hỏi. Dạ, em thấy Sơn đi chị Dung. Chị, cái dự án mà chị bàn với mấy tháng trước á, em vẫn đang chờ chị. Ủa, Tony Dũng nói là em đã ra nước ngoài sống rồi. Thế Sơn là ai vậy? Tôi có biết anh ta hả? Tôi nghĩ là bây giờ mọi người nên hỏi tôi về Tuấn Khải. Mà tối hôm qua anh thấy Sơn gọi điện thoại cho em á. Em có nghe máy nó không? Dạ không ạ. Tốt nhất là em chặn số nó luôn đi. Dạ em biết rồi. Anh rất là thích mấy đứa ngoan ngoãn như em. Dạ cảm ơn anh, em chào anh ạ. Tôi là người đưa đò, mấy ai qua sông mà còn nhớ. Tôi chấp nhận. Thế Sơn đối xử tệ tôi sao cũng được. Nhưng mà anh ta đừng lừa dối khán giả. Nếu như anh không ngại những chuyện của em vừa rồi thì hãy cho em một cơ hội. Cậu Sơn, chúng tôi đã hoàn tất phần diễn viên rồi. Em à, em không nghe nói nè. Đừng có mong gặm cỡ non. Buông ra.
Anh lo cho em được mà. Em đừng có giận. Anh thề đó. Em. 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 Có con là ngôi sao mà sao bèo quá vậy? Con nghe đây ba. À, con à, ba không có muốn làm mất thời gian của con. Ba có cơ hội làm ăn với người bạn của ba. Ba muốn con hỗ trợ. À, alo, alo. Anh hai, nếu bây giờ Trúc có người yêu thì sao? Cũng đúng thôi. Ta đã bỏ quên Trúc từ khi ta nổi tiếng. Vậy tại sao lại giận má khi má thương người đàn ông khác? Đó là phản bội. Anh có biết là anh học mấy năm trời ở trên thành phố, ở nhà ba đối xử tệ bạc như thế nào không? Em chưa thấy người ông nào tệ bạc vậy. Còn anh, ông chỉ thương tiền của anh thôi. Thử mà anh nuôi heo giống em đi, chắc anh cũng không có cơ hội để gặp. Ba kinh doanh thua lỗ, mày biết cái gì mà nói. Ông kinh doanh quốc tế, quốc được xong là ông té luôn. Ba là thần tượng của tao. Mày im đi. Anh hai, đừng bỏ rơi người phụ nữ của mình, giống như ba bỏ rơi má. Cậu ơi cậu, cậu ơi sao vậy cậu? Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, áp thấp nhiệt đới sau khi vượt qua Philippines đã đi vào Biển Đông và mạnh lên thành bão số 10. Vui quá. Cuối cùng thì anh hai cũng đã về với má. Tôi ào ào chứ chỉ cần có vậy thôi. Gia đình sum vầy là tôi vui rồi. Còn những chuyện khác, anh tôi hiền, chứ tôi không có hiền nha. Nha mày. Chưa. Mấy con heo nhà mày thúi thiệt luôn á. Hôm nay nó ăn mù tạt. Tao không ăn thịt heo nữa. Ấy không phải dễ dàng gì để cùng em ăn cơm, cùng em dạo phố, cùng trò chuyện, nhắm mắt có thể ôm em ngủ, mở mắt thấy em là người đầu tiên, là khát vọng lớn nhất cuộc đời của anh. Em chỉ cần một người ở bên cạnh ôm em mỗi khi em khóc. Anh sẽ không làm được. Vì những ngày tháng sắp tới, em sẽ chỉ mỉm cười. Thank you.
Để coi được bao lâu. Không ngờ mấy đứa nhỏ yêu nhau lâu thiệt, ngồi me hoài mà không thấy tụi nó chia tay. Mình cũng rảnh. Bởi vậy dù bạn là ai cũng đừng bỏ rơi những người yêu thương mình, đặc biệt là phụ nữ. Dù bạn có ở xa đến mấy, xa cỡ nào. Xa vậy đủ chưa Tùng ơi? À, hiện hết xăng rồi đó. Biết rồi. Tôi đâu có nhu cầu ăn thịt căng vuông ru đâu trời. Thiên tài. Làm ơn đừng bao giờ đứng lên khi đèn khán phòng chưa